make you say it. Let's get loud. Nhiều lửa, luyến láy và cao độ rất là tốt. Em sẽ thành công trong tương lai. Nếu như em chỉ cần chú ý một chút trong cái việc chị muốn nói là em hãy nên thận trọng khi chọn bài. Ở đây cái đoạn đầu tiên của em ấy thì cái phần âm khu trầm em hát không được sáng và hơi bị gằn tiếng. Nhưng tuy nhiên thì bỏ qua tất cả những cái lỗi đấy, cái phần sau em hát rất là thành công, đặc biệt đoạn cao trào đã khuấy động tất cả những cảm xúc của những ai có mặt trong ngày hôm nay. Tiết mục của bạn là một tiết mục đầy sức mạnh, một giọng hát đầy năng lượng. Suýt chút nữa là tôi đã đứng lên và nhảy theo giai điệu ca khúc này. Tôi có thể thấy hiển nhiên rằng bài hát này bạn rất yêu thích nó, bạn đã bỏ công ra và thể hiện ca khúc này vô cùng thành công.